các bạn đã đến với kênh Văn Thư. Hôm nay mình sẽ thay đổi màu cho cái quạt mini của mình lên trên cái quạt này luôn nha các bạn. Đây mình trước đó mình đã tô một cái màu xanh nước biển nhạt lên trên đây để cho làm một bầu trời. Giờ mình sẽ vẽ cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu xanh lá nhạt này để mình tô màu. Tô màu chị thì tô màu nó. Đây, mình đã tô xong màu xanh lá lên cái mảnh đất này rồi. Giờ mình sẽ lấy màu xanh lá đậm để có thể tô cái phần thân đằng sau. Đây, mình sẽ tô ở đây nha. Đó. Tô đây. Bây giờ mình sẽ lấy màu vàng này để mình làm ông mặt trời. Cơ nha. Ông mặt trời màu vàng đấy. Chị Hai làm ông mặt trời màu vàng. Thì ta sẽ làm ông mặt trời màu vàng. Con từ từ, lát rồi chị Hai tô xong rồi ba sẽ cho con tô rồi ba sẽ quay phim cho con. Con sẽ tô màu trời. Màu trời. Tới thôi mà tổ âm. Con không biết vẽ tổ âm rồi mà nói. Con sẽ vẽ bầu trời. Ok. Bầu trời màu đen thôi từ rồi. Là màu đen á. Vẽ mặt trăng từ rồi. Thì con mới vẽ được nha ta. Tổ âm khi đang ngủ mà lấy mặt âm về nhà cho chú ăn. Xong, mình đã tô xong rồi. Mình đã tô xong ông mặt trời rồi. Bây giờ mình sẽ lấy màu trắng để có thể làm được đám mây. Đây. Đám mây là mình sẽ vẽ bằng cách như thế này. Mình sẽ nhấm một chút xíu như thế này thôi. Đây, nhấm vào. Xong. Thay vì mình sẽ vuột vuột thế này thì mình sẽ chấm thế này. Cái cỏ của con rửa cho sạch cái nó còn màu vàng á. Không may là nó bị dính vào đây rồi, tí nữa mình sẽ sửa lại. Ui ơi, không may. Quay đám mây dị xấu quá. Từ từ đó. Trong ngăn tủ kia còn có mấy cái tấm vẽ, con lôi ra con coi đang có tấm nào thích con soạn ra lát rồi con tô. Ngăn tủ bên kia kìa, ngăn tủ bên kia của tủ bên kia kìa. Không phải đó đâu, bên kia kìa. Đó bên cái cặp của con á. Đó bên kia. Đó cái cặp á. Ừ. Trong cái ngăn tủ cái cặp con á, ba để trong đó ngăn giấy vẽ đang nhiều trong đó lắm á. Nhiều không? Nhiều, con lấy ra con coi. Không, trong ngăn tủ mà đâu phải trong cặp đâu. Có không? Không có, chắc mẹ cắt ở đâu rồi. Để lát nữa ba hỏi mẹ cho. Đây, mình đã tô xong rồi. Các bạn có thấy đẹp không? Nếu thấy sao đẹp, bây giờ con không làm con mắt mũi gì cho ông mặt trời đi. Dạ, để con cuốn cái này lại cho nó nhọn để có thể làm được con mắt. Đây, đầu tiên là mình sẽ làm một chút xíu. Mình uống nhọn lại. Xong rồi lấy màu đen. Rồi. Cái này để tô màu tầng 1, tầng 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2. Chút nữa mình tô nha ba. À, con tô có gì đâu, để ba coi. Đó là con ong hả? Dạ, con tô. Con tô liêu long long bự chà bá lửa luôn. Ông con tô xong con mắt, bây giờ đến cái miệng. Cái miệng. Nhâm 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 nhâm. Ôi, mình không thể vẽ được cái miệng rồi. Tại vì cái cọ này nó đang gọi là bị cuốn cuốn. Bây giờ ra.
Rồi. Rồi con vẽ cái gì? Giờ Vậy ta vẽ cái gì? bây giờ mình sẽ tô lại cái đời đời và trước khi từ từ bắt cứ từ từ đi rồi. À vậy. Con đập héo cây hả? Dạ con đang làm cái cây. Xong rồi, xong đây. Chưa? Xong rồi hả? Dạ, con đã làm xong. Đây, các bạn có thấy đẹp không? Nếu thấy đẹp thì hãy nhấn like và subscribe cho cho kênh của mình nha. Chấm chuông và subscribe. Thì con nói sao? Đừng quên chấm chuông. Nhấn chuông và subscribe chứ, nói to lên chứ. Đâu để ba coi. Trời ơi, đây là thiệt là đẹp, đây là một tác phẩm nãy giờ. Trời ơi, con gái tôi làm đấy. Cười lên coi coi. Cái đó bụng không nè. Đây là cái quạt. Và bên này, còn phía bên này là cái đèn mà chưa có trang trí cái đèn nè. Đó. Thế giờ chưa trang trí cái đèn luôn. Về tới là con suy nghĩ con heo của mình cái đèn đó.